Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem là một bộ K3 Đó, thì về cái bộ K3 này nó là của gỏ đỏ ba chi nha các bác Cái này là hàng lợi một nha Đó, cái này là chúng có đỏ ba chi luôn Thì hiện tại những cái bộ này thì em cũng để chắc cũng được mấy năm rồi nha các bác Bộ này thì nó cũng được mấy năm rồi Đó, thì hiện tại là thợ em đang đang bảo thợ em lau chùi ra để quay cho các bác xem này. các bác vẫn có thể nhìn thấy cái màu gỗ nó vẫn còn rất là tươi và sáng luôn đó thì nếu mà bác nào mà theo dõi kênh em lâu á thì các bác có thể là thấy được cái video của cái bộ này đây này hiện tại thì cái bộ này là em để ngay ngoài đầu xưởng luôn đó và hiện tại là trời đang mưa đó nói chung sáng sớm với lại là chiều nắng mưa là nó đều là tạc vào đây hết nha nhưng mà cái bộ này thì nó về chắc gỗ thì nó vẫn còn nguyên si luôn, vẫn rất là đẹp luôn, đó. thì như cái bộ này là nó phe cạnh nhưng mà nó không bắn giác nha các bác, tại vì là về phần giác thì em đã cạp hết rồi, đó. thì bây giờ cái này thì nó chỉ còn uh, lõi không thôi, đó. như cái bộ này nếu mà bây giờ mình làm lại thì nó sẽ uh, màu, nó sẽ màu, nó sẽ rất là đẹp luôn, đó. thì uh, như cái uh, bộ này thì uh, hiện tại thì về cái mặt bàn của nó thì nó đang uh, cục thì nó cũng rộng là 1 m nha các bác. Còn cái băng này, băng này thì hiện tại là một đầu rộng là 73 và một đầu rộng là 84. Đó. Dày thì nó là 10 phân và dài là 3,7 m nha. Đó, dài là 3,7 m. Hàng để lâu năm nhưng mà hàng vẫn cực kỳ là chúng luôn. Cái này là chúng gọi đỏ 3 chi là 1 nha các bác. Đó, tại vì cái này em để cũng hơi lâu rồi á. Sáng thì nó nắng nó dọi vào nó cũng rất là sâu nó tới mười um, 10 rưỡi à, nó mới bắt đầu nó mới hết nắng đó còn um, nói chung thì nó để sát vào đây nè các bác thấy nhìn thấy cỏ này mưa nước nói chung là nó dội xuống đây rất là nhiều luôn còn như cái um, mặt băng này thì hiện tại đang rộng là 85 nha nó rộng là 85 đèo và cũng dày là 10 phân đó bình thường nếu mà cái mặt mà rộng tầm 85 thì người ta đã làm bàn hết rồi nhưng mà cái này thì em làm băng luôn đó một bộ dài tới 37 cực kỳ đẹp luôn nha về kích thước thì em sẽ để trên góc màn hình để cho các bác dễ hình dung hơn đó đó này này, các bác có thể nhìn thấy màu gỗ nó còn rất là sáng luôn và gần như thì cái bộ này gần như là nó đẹp không tiêu vết nha các bác đó chúng gọi đỏ ba chi loại một hàng chuẩn lâu năm hàng chuẩn lâu năm em để tính ra cái này em để có 10 phân mà em để lâu năm mà hàng vẫn không bị gì này này, trời hiện tại thì nó đang là mưa nha trời hiện tại đang là mưa Hình như cái bộ này á, về giá cả thì hiện tại đang bán là 120 triệu là ba ship cho các bác nha Đó, về cái hàng uh, của gõ ba chi mà hàng dài tầm 37 như thế này thì nó cũng rất là khó có nha các bác ạ Như cái bộ này bây giờ em chỉ cần cho thợ nó làm lại thì nó lên màu rất là đẹp luôn Làm lại thì màu nó sẽ bắt đầu nó sẽ độ tương phản nó sẽ đồng đều nhau nha Đó, còn đây là cái phần cạnh này Nói chung cái phần cạnh này thì em đã cạp gần như là hết giác rồi <laughs> Nó coi như là nó bám xíu xíu nữa thôi này nếu mà em cho thợ nó trà ra nữa là hết rồi đó nếu mà bạn nào mà quan tâm uh, như cái bộ này thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho em em sẽ quay video và nói chung là đo cái thức cụ thể cho các bác luôn đó như cái bộ này 120 triệu là tính ra nếu mà trên giá thị trường thì hiện nay nó vẫn là rẻ nha các bác đó tại vì cái này thứ nhất là nó dài 37 thứ hai là cái này là đã tinh lõi rồi nha cái này đã là tinh lõi thôi mà cái băng thì tính là nó rộng 85 đều hết luôn đó băng cực kỳ là rộng luôn các bác có thể ngồi gọi là ngồi bỏ chân lên hoặc là nằm thoải mái luôn đó như cái bộ này về các bác mua cái bộ này về ví dụ các bác có mệt mỏi thì các bác có thể là mình nằm lên trên cái băng này đó hay là ngồi đều ok hết bởi vì nó cực kỳ là rộng luôn nha đó